Chú ơi cho hỏi ví dụ như những người đạo mà thường hay xin danh xin ngày xin kia đó, là cái điều đó là điều tốt hay điều xấu? Cái đó sai, cái đó là sai, cái đó là sai. Tại vì con người ai cũng có cụ quyền, nhưng mà trong cụ quyền nó có ba giới. Cụ quyền kiếp trước là cha mẹ và ông bà mình, cụ quyền kiếp hiện tại là mình, cụ quyền kiếp sau là con và cháu mình, là ba kiếp cụ quyền. Mà bây giờ ông bà cha mẹ mình, ông bà cha mẹ mình là người kiếp trước đã tu, thì hôm nay về dạy con cháu, dạy con cháu để con cháu tu, tu rồi lấy kinh nghiệm này ra giúp đời, lấy kinh nghiệm ra để giúp đời, chứ không phải ra xưng hùng xưng bá. Mà cái người xưng hùng xưng bá mà họ xưng như vậy là họ vi phạm đạo đức. Vì sao? Vì các đấng thiêng liêng là con người có cái tâm cao cả là người thiêng liêng. Tâm cao cả là người thiêng liêng. Cái tâm mình cao cả thì mình trở thành người thiêng liêng liền. Vậy cái tâm cao thượng của mình nằm ở đâu? Hãy sống tốt, hãy sống chừng mực, hãy sống hy sinh. Đó là tâm cao cả, nó là thuộc dạng người của thiêng liêng. Còn cái thiêng liêng mà xưng kia, coi chừng nó là ảo giả, để nó có một thuyết trình riêng của họ. Vậy với tôi chỉ có tên chứ còn không có một cái gì cả. Có nghĩa là biệt danh của tôi là Thanh Hóc Môn, chứ tôi không có một cái gì khác hơn. Vẫn là người bình thường, sống bình thường, rất giản dị. Không nhà, không cửa, không tiền, không tình, nhưng tôi vẫn yêu đời. Một ngày tôi chỉ được hai bữa cơm là tôi cảm thấy tôi ăn vui. Và tôi chừa được hai bữa cơm cho ngày mai, tức là tôi phải chừa cho bữa cơm, hai bữa cơm cho ngày mai. Tại vì cuộc đời biết đâu ngày mai mình sẽ không có điều kiện hoạt động, thì mình phải lấy cái bữa cơm của hôm nay để ngày mai mình ăn. Tức là mình phải sống như vậy, chứ không phải là mình ra mạo danh ông này bà nọ để mà mình đi nói chuyện tào lao, không được. Đạo với tôi thì tôi không nói chuyện vậy, thì tôi học đạo nhân, tôi lấy đạo nhân làm người, từ chỗ đó tôi học. Tôi tin Phật và tôi tin tất cả các giáo đạo, nhưng tôi tin vô chân lý để tôi học rồi để tôi hành, chứ không phải tôi tin để tôi mê. Có thể chú có thể giải thích mà cái chân lý của đạo làm người như thế nào ạ? Chân lý của đạo làm người là cái gì làm trái với lương tâm mình là mình đừng làm. Có nghĩa là cái đó mình làm mà mình cảm thấy trái với lương tâm mình, đó là mình không làm, đó là chân lý. Cái gì mà đem lại lợi ích cho mình không mà không đem lại lợi ích cho người, là cái đó là trái với lương tâm. Khi tôi muốn mang lại lợi ích cho tôi thì tôi phải mang lại lợi ích cho anh, thì anh mới mang lại lợi ích cho tôi được. Còn bây giờ tôi chỉ mang lại lợi ích cho tôi thôi, mà tôi không mang lợi ích cho mọi người thì làm sao mọi người mang lợi ích cho tôi? Mặc dù tôi có thể nói nghèo, nhưng tôi mang kiến thức và trí tuệ của tôi giúp đỡ mọi người khắc phục lại tư duy, đổi mới cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc, là tôi đã giúp. Thì mọi người ban cho tôi một chén cơm cũng là một điều tôi rất ăn vui, vì tôi không có một cái sự đòi hỏi, tôi không ra một điều kiện. Mà không ra điều kiện, không đòi hỏi là mình là đi chuẩn được. Mình không gợi ý gạt, mình không gợi ý âm mưu, là mình người trong sạch. Tức là không có tư tưởng xấu là được rồi. Con người mà có tư tưởng xấu thì cả đời không tồn tại. Thì chú ơi, theo con thấy á, thì chú trả lời nãy giờ thì con thấy con âm cũng hiểu được rất là nhiều về cái giáo lý Phật giáo. Thì con thấy những cái người mà người ta mượn cái đạo mà đạo có đợi chú để làm cho nó suy đồi cái đạo pháp mình đó chú, thì chú thấy mấy người đó được được lên án như thế nào? Thì nói chung là hậu quả họ gánh và thế hệ sau của họ gánh. Nhưng mà cái trước mắt là nếu mà lớn quá thì bản thân họ gánh trước luật pháp. Tại vì duy tâm là nói về lương tâm,
di dân thì nói về vấn đề xã hội chính quyền, mà mình vi phạm á thì nếu mà nói về nhẹ thì vi tâm, thì cái vi tâm nó sẽ làm cho mình lu mờ, còn nếu mình vi phạm nặng quá thì nhà nước mình thì sẽ có cái cách giải quyết giáo dục họ theo cái phương án tùy theo. Nhưng mà làm người học đạo là phải luôn luôn sống chuẩn mực và sống tốt, để không trái với lương tâm và không hổ thẹn với lòng người, và ăn nói đạo lớn tiếng chứ không ăn nói đạo nhỏ tiếng. Vì đạo là đường lối, là một kỷ luật giáo dục giúp cho con người phát triển trong cuộc sống. Vậy ta không nên ăn nói nhỏ. Và mình sống trong một đất nước, mình phải biết giữ gìn, yêu quý, tôn trọng luật pháp. Tôi nghe nhiều mình nói là trong cái cơ thể mình là có ba cơ đạo, có thể giải thích ba cơ đạo như thế nào không? Cái này đối với tôi á, tôi không nghe, tại tôi không bàn. Tại vì đối với tôi là đạo nói được là làm được, còn mơ hồ thì tôi không có biết. Vì tôi nói được những cái có thể làm được, di tâm và di vật. Di tâm là để mở rộng cái tư duy, giúp cho di vật hành động tiến hóa, thì cái này là tôi chấp nhận. Còn nếu nói về vấn đề này thì tôi không nói, tại vì tôi không có liên quan tới vấn đề là những cái cơ lý đạo nào. Tôi tỉnh tôi biết gần cái ba cơ đạo đó là, nhưng mà tôi không bằng, tại vì nó không phải nằm hệ số của tôi, nó không phải nằm hệ số của tôi, mà hệ số của tôi là đem lại giá trị sống cho con người, đem lại cái sự tiến hóa cho con người. Chứ còn tôi không có bàn luận sâu về đạo nào, đạo nào. Theo chú thì như đạo Phật thống nhất và Phật giáo hoàn hảo, hai cái đạo này nó có riêng biệt như thế nào không chú? Nói chung ra là tôi cũng không có phân biệt, tại vì tôi dùng cái từ hai chữ đạo đức rồi, thì cái nào ai làm tốt là được rồi. Còn bây giờ mình không có bàn, mà mình chỉ nói những cái giá trị tư duy cho con người sống phát triển và coi như tồn tại cho cả đời sau. Cho bây giờ hôm nay đi đầu này, người ta đi đầu này, cái thế hệ sau cái đi đầu khác, cái thế hệ sau cái đi đầu khác, như vậy cũng chưa hẳn tồn tại được. Tất cả đều do con người. Đạo cũng vậy, đạo á là một cái ngọn, nhưng mà con người nhân tâm là cái gốc, mà cái gốc chuẩn mực thì hướng về đạo nào đó cũng tâm và tốt. Làm người chuẩn mực hướng đạo nào nó cũng có giá trị tâm và tốt, mà làm người không chuẩn mực hướng đạo không có giá trị. Thì tôi thấy như trên mọi miền đất nước mình nó có các nhiều đạo, như tôn giáo, Phật giáo rồi sao đạo giáo rồi, cái đó là những cái nhóm đạo, cái đó là những cái nhóm đạo người ta có thể mở ra để người ta hoằng pháp đạo. Còn riêng cá nhân tôi lấy đạo nhân tâm làm người để tôi tự học chính tôi, và tôi đi trao đổi cùng với huynh đệ, dù ở giáo đạo nào tôi cũng có thể trao đổi được. Vì làm người không đứng vững được lập trường của chính mình ha, thì không hướng đạo nào đạt. Mà nếu làm người đứng vững lập trường của hướng mình rồi thì hướng đạo càng ngày càng thanh tốt. Thì cho chú giải thích cho con hiểu gì như mấy bên giới đạo khác, chú sĩ như đạo Phật giáo, tôn giáo rồi ca đà giáo rồi có dạy như là mình giữ như bên Phật giáo và hảo mình không chú? Thì cái đó tôi cũng không có đi sâu vô. Nói chung là tôi không có đi sâu ở đó, mà tôi chỉ đi sâu vô nhân tâm thôi. Chứ còn tôi không có đi sâu vô mày hả? Ví dụ tôi biết người đó có tu hay không là giờ mày biết nè. Và người đó dưới nghiệp gì giờ mày biết nè. Là có cái đặc điểm gì chú? Tuy nhiên là chú luôn nha chú. Thì trên gương mặt mình nó hiện lên. Trên cái gương mặt mình nó hiện lên thì... Chú có thể chúng ta cũng nhìn người được, biết người đó có lực hay là tu lực như thế nào không? Biết á. Biết á, là tu giả tu thiệt biết hết luôn. Tu giả cũng biết, tu thiệt cũng biết. Có những người không biết nói đạo mà tôi nói người đó có tu.
Và có những người nói đạo lào mà tôi nói người đó không tu. Có nghĩa là sao? Anh nói mẹ chứ anh đâu có hành. Còn cái người ta không nói nhưng mà người ta hành được những điều đợi dạy. Vậy những người không nói mà hành được những điều đợi dạy là những người đó khó tu. Còn những người nói đạo nhưng không có hành, trên cuối cùng họ không có tu. Vì tu là hành, tu là gì? Là thực hành, là sửa đổi, cải cách để tiến hóa. Mà miệng nói mà không có hành thì đó là vô dụng. Theo cái lời nói chúng rất là sáng, không phải mà chỉ hành những cái phương pháp nào mà để mà không những hành thấy được thì nói không tu. Thì cái đó là trí huệ. Vậy mình hành như thế nào mới được đạt những gì vậy? Thì do mình tinh thần của mình, cái tinh thần mình nó cao, với lại mình luôn luôn trao dồi tinh thần thì mình mới phát trí huệ. Tại vì cái trao dồi cái tinh thần nó là một đề kháng, nó sẽ giúp cho mình phát triển tư duy, nó giúp cho mình ngộ nhận được rồi, để biết được rồi. Mình có niệm Phật đó là ngồi thiền gì không ơi chú? Không, tôi không có một cái gì là niệm Phật hay Phật. Tôi vẫn là người bình thường, nhưng tôi vẫn nói được những điều gì cần nói. Ví dụ bây giờ như em đi, là tôi nhắc nhở em là bớt suy nghĩ nhiều, tự tin vô chính mình. Tại vì em thiếu suy nghĩ, em thiếu tự tin bản thân cho nên em mới suy nghĩ nhiều. Và bây giờ em tự tin vô bản thân em thì lấy đâu suy nghĩ nhiều? Việc thì em đón nhận hoặc là không đón nhận. Nhưng mà đã đón nhận rồi là không có lưỡng tính, mà phải quyết tâm hoàn thành. Không có lưỡng lự. Đúng. Con người ta lưỡng lự là khổ, lưỡng tính là khổ. Cho nên học đạo phải lấy chữ nhất tâm, có nghĩa là một tâm chứ đừng sử dụng hai tâm. Làm và không làm, chứ đừng để nửa làm và nửa không. Vậy là phân chia 5 năm nhau là không nên làm. Là khổ. Phải nhất tâm thôi. Nhất tâm. Thất bại để làm bài học, chứ không phải thất bại mà cho nên thất vọng. Người tu không nên thất vọng, mà người tu thất bại có thể lấy đó ra làm bài học cho ngày mai. Mà đa số người ta khi thất bại, người ta sẽ bị thất vọng. Có thể chú nhìn cháu như thế nào không? Đem là tốt, nhưng mà về nhà bớt suy nghĩ lại. Miệng cười nhưng mà chưa được vui, nhưng mà về nhà tạo không khí vui trong nhà lại, rồi gia đình em sẽ khá lên, sẽ được phát triển nhiều hơn. Tuy là thấy vậy nhưng em đang gặp khó khăn, nhưng mà gia đình không được vui. Với lại em nên dành thời gian chia sẻ chăm sóc vợ chồng. Em phải biết chia sẻ, em phải biết chăm sóc, em phải biết thâu yêu và chia sẻ cuộc sống với vợ. Tôi thí dụ thôi, tôi thí dụ một câu nói: cuộc đời anh muốn làm kiếm tiền để cho con mẹ con em hưởng, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn anh không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu cuộc sống cho mẹ con em. Thương anh tiền trách anh nhân em. Anh vừa nói mà anh vừa vuốt cái đầu, thì bà xã nào mà giận anh thì tôi chịu thôi, phải không ạ? Nhưng mà trong nhà em là người thiếu vui, về nhà nên vợ chồng hòa khí vui vẻ trong nhà lại cho tôi nha. Năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tốt. Vợ em tôi gì? Vợ em bao nhiêu tuổi? Khởi hả? Năm nay 42 rồi thấy. Vợ em á, 45 luôn hả? Năm nay vợ em xấu, cho nên gì nhà tạo không khí vui trong nhà. Em chỉ cần tạo không khí vui lại với lại dạy con qua rồi. Tức là mình đây là kinh nghiệm của tôi, chứ không phải là cách vợ chép. Cái bài của tôi hỏi tuổi như vậy đó là kinh nghiệm riêng của tôi, chứ tôi không có học cách vợ. Tại tôi lấy kinh nghiệm trường đời ra tôi rút ra, tôi học từ trường đời tôi rút ra bài học. Nhưng mà em về nên tạo không khí vui trong nhà lại, chứ là đừng suy nghĩ nhiều, đừng nản chán nữa nha. Rồi gia đình tạo không khí vui lại, chứ là dạy con qua là đủ rồi. Đó là những cái kinh nghiệm biết của tôi mà tôi nhìn qua tôi, nhưng mà tôi nhìn tôi mới biết nha. Còn bây giờ không có nhìn là không có nói được à.
tức là ở một người mà tôi không có nhìn qua là không. Năm 25 tuổi, nay là thằng 35 năm. Nhưng mà tôi tự học. Chắc mình không có học sách, không gì hết. Nhân tâm, tự cái tâm mình mà chứ. Nhân tâm tự học, tự vấn, tự hỏi và tự luận, nó mới ra đáp án của chính mình. Không cần học sách, không học giỏi, chỉ là học cái tâm căn mình thôi. Với điều kiện là khi học mình phải trung thực, còn mình học mà mình không trung thực là không thể học. Mình học mà học như có nó là qua bên cái cách mà lừa dối là không đạt được cái thành tựu. À, nhưng mình học mà bên dịch qua bên cái lừa dối là không chuẩn, là nó không đạt không chuẩn. Mình phải học chân thật. Đây cũng xin cảm ơn chú chia sẻ những cái lời tốt đẹp này với cho mọi người đều chúng tôi xin chúc xin chào. Rồi, cảm ơn mấy em nhiều. Chúc chú mình khỏe luôn ha. Rồi, cảm ơn mấy em. Chúc chào khán giả, chúc chào khán giả.